Cháu cắt tóc của gì đây? Ông cháu nhìn lên đây, cắt tóc của gì? Tommy Shelby nhá, hay là siêu nhân cao? Hay là đội trưởng Mỹ? Không cắt kiểu gì á? Không cắt cũng phải cắt. Không cắt là được à? Dậy đi ông cháu ơi, xong rồi đấy. Và đầu môi cần chéo, chấn biên đuôi hoàng phiêu. Ông cháu xong đây, ông cháu nhìn lên này. Ngờ ngờ bạn lên đây nào. Ngờ bạn lên đây này. Đây đây đây. Quay xung quanh ạ. Ok chưa, ông Hoàng Phúc chưa? Ông chưa? Cháy chưa? À, cắt tóc đẹp dài rồi, bắt đầu lại. Nào. Ok. Thôi rồi, giả bác tiền chưa? Thế giả bác tiền đi. Giả bác tiền đi. Giả tiền đi. Ông giả tiền gì? Bây giờ định bồm gì như nào? Cho lên đít luôn. Hả? À? Bồm như nào? Thôi rồi nhá, thằng này lần sau không cắt tóc rồi nữa nhá, đi về đi.